Nếu bạn nào đang có nhu cầu mua hàng thì ghé ngay shop chunglen.com thôi nào. Thì đây chính là shop chính chủ của mình nha các bạn ơi. Shop mình có những trò chơi hấp dẫn nè, những vòng quay hấp dẫn, thử vận may từ 9k đến 200k. Các bạn hãy nhanh tay ghé vào shop chunglen.com thôi nào. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với video của mình. Thì ngày hôm nay mình muốn hướng dẫn anh em một cách, đó chính là lên bảng ngọc nha anh em ơi. Thì cái bảng ngọc là một cái mà rất là quan trọng ở giai đoạn đầu game, giữa game cũng như là cuối game. Và đặc biệt bảng ngọc ở đầu game chúng ta phải nói là chúng ta phải chọn lọc rất là kỹ càng anh em. Và mình cảm thấy những ông top mấy ông chọn bảng ngọc một cách phải nói là sao ta, rất là yếu anh em. Bảng ngọc của mình đó là mình chọn lọc ra là những cái bảng ngọc nào đó mạnh nhất mà mình mới cho anh em biết nha. Và cái này á là từ cái lúc mà William bị giảm sức mạnh á, cái kênh mình dám đảm bảo luôn anh em, mình là người đầu tiên mình làm ra cái bảng ngọc này anh em. Mình đã chỉnh lại bởi vì á anh em phải biết ca một cái quy luật, đó chính là quy luật bù trừ nha. Khi mà anh em bị trừ đi đam thì anh em phải bù cho mình là bù đam cho mình nha. Đó, thì khi mà William bị giảm sức mạnh là bởi chiêu 1 và chiêu 3 giảm đam, giảm sát thương của từng cấp, thì mình sẽ bù vào nó là lượng đam của cái bùa ngọc tím anh em. Thì mình có để với cái phần ở trong video anh em, mình vừa để phần là ngọc và mình vừa để phần số điện thoại để cày thuê nha anh em ơi. Thì anh em nào mà đang có nhu cầu cày thuê mà hiện tại đang đầu mùa nữa, mà các bạn nào muốn có nhu cầu cày thuê thì cứ inbox số Zalo mình để trong phần video nha. Và bạn Ngọc mình muốn nói tới từ anh em ơi, trời ơi, ăn một bạn nè. Trời ơi, cái gì đấy, thôi xong rồi anh em ơi, pha này báo quá thật sự. Pha này mà Guru mà trưởng đẹp một cái thôi anh em là mình có thể giết được hai mạng là của UE và Ibernet nè anh em. Thì mình gặp thằng Ibernet thì cảm thấy khá khó chịu anh em. Mình rất ghét mấy cái thằng mà chơi Ibernet luôn. Tại vì con tướng này á, mà anh em đánh nó thì phải nói rất là trâu anh em. Một là anh em phải lên kiếm Muramasa, hai là anh em phải ao vàng nha, chứ không thôi không gì chơi được. Trời ơi, lại mất bùa nữa, trời ơi, thiệt bạn ơi. Bạn chơi con này là toan mình rồi. Trời ơi, nó có tiền em ơi. Thôi kiểu này làm sao mà lấy được nguyên cặp bùa đây trời. Thôi toàn rồi anh em ơi. Ok, cái thù này mình sẽ ghi nhớ nha. Cày thật sự chứ. Ui, anh em ơi, nó cắt nội tại kìa. Nó cắt nội tại mình một phát, mình còn chỉ cần một cục máu anh em. Nó cắt thêm một pha nữa mình chết. Mà những cái con UE này á, thì mình cảm thấy cái tỷ lệ mà thắc mắc nó khá là cao anh em. Tại vì thằng bạn mình nó đã gặp rồi. Phải nói rằng là nó mệt lắm anh em ơi. Về phần hát map này á, thì mình không có nói rằng là pha đó hát map. Mình chỉ nghĩ rằng là thôi anh em, mình chỉ nghi thôi. Nhưng mà tí nữa mình phải đợi mình kiểm tra nha. Mình sẽ đợi một cái pha đó mình vào bụi, mình vào mình núp, không hề để lộ sai. Mà ổng mà còn cắt chiêu vào và cắt nội tại vào thì xác định chắc chắn là hát map anh em. Nhưng mà từ nãy tới giờ dựa vào một cái điều này thì không thể nào mà căn cứ được là hát map anh em ơi. À đây, qua cái bụi anh em ơi. Thì bùa ngọc mình dùng cho mình đó chính là cái 10 viên anh em thấy không? 10 viên màu đỏ anh em. 10 viên màu đỏ đó mình dùng là tỷ lệ chí mạng, sát thương chí mạng. Đó anh em nghe kỹ nha. 10 viên tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng. Thôi tha mình anh em ơi. Mình lỡ dại thôi mà, mình qua có mình ăn một phát con bùa thôi mà làm gì mà căng thế. Thì về một tiếp thì mình dùng cho mình là 10 viên công vật lý, tốc độ chạy nha anh em. Chỉ cần anh em lên y chang như mình là bảo đảm luôn. Phải nói ra đánh mà không đâu mình không lấy tiền anh em, chắc chắn luôn anh em ơi. Bùa ngọc này phải nói thật sự mấy ông top rất nhiều, ông top một lên dùng khá nhiều anh em. Trời, pha này ngu nữa rồi thì chứ, khó chịu thế. Ok, chấp nốt bạn anh em, pha này kệ nè, không sao hết, chấp nốt bạn luôn. Và đây, sẵn tiện đây mình cũng sẽ chứng minh cho anh em biết được rằng là cái bản ngọc nó quan trọng thế nào nha. Bây giờ mình fix đầu game là hai mạng rồi. Cái pha này thật sự là mình chết, nhưng mà mình chết là do mình đánh ngáo anh em. Thì mình sẽ cho anh em thấy được cái sức mạnh của cái bùa ngọc này khi mà anh em có đồ như thế nào nha. Anh em cùng đón xem nha anh em ơi. Còn 10 viên cuối cùng là mình dùng về mỗi lục nha anh em. Về lục thì mình dùng là 10 viên công vật lý xuyên giáp nha. Chỉ cần anh em lên y chang như mình. Thứ nhất là về bùa ngọc, thứ hai là phù hiệu, thứ ba là bùa đồ. Thì anh em sẽ chó có một con Len phải nói rằng là sát thủ cực kỳ kinh khủng luôn. Kể cả những cái con sát thủ như là Ngộ Không hoặc là con Kira trong trận đấu này á, hoặc là con Yuka đi chăng nữa cũng không thể nào mà làm gì được anh em. Đây, thì bây giờ mình đang chết hai mạng nha anh em. Thì mình sẽ gọi là quật khởi lại cho anh em coi nha. Đó, bây giờ mình sẽ cố gắng đi farm. Thứ nhất là đi farm. Cái trời ơi, ông nội này sao không biết mình trong đây mà ông cắt ta. Có rùa quá ông vậy ông. Chết ông ơi. Anh Ti đi ông. Ôi trời ơi, cây cũng có tiền em, pha này có tiền lụm rồi. Sao con UE này lạ ta. Pha này từ từ anh em ơi, mình phải kiểm tra lại nha. Từ từ anh em, đây. Mình chỉ anh em một cái mẹo trừng phạt nè. Cái mẹo trừng phạt này phải nói rằng là rất hay anh em. Ôi trời ơi, trừng phạt hụt, ui cây.
cày liền anh em ơi, cày lắm. À, thằng gì mà đất này, mình định đẩy, nó định đẩy mình vào trụ anh em ơi. Phải này về nha, thôi xong kiểu này là xong rồi. Sau tay mình hình như đầu game tay mình khá là yếu anh em. Nói về gọi là giao tranh đầu game thì mình nghĩ tay mình thua bên kia khá là nhiều. Bởi vì về cái mật độ di chuyển thì mình cảm thấy bên mình nó thiệt khá là nhiều anh em. Còn riêng về gọi là bắt lẻ thì mình nghĩ là tay mình bắt ngon hơn, mình nói thật. Còn bắt mà kiểu như ba mà bắt một á thì mình nghĩ bên kia bắt lợi hơn anh em. Bên mình bắt một một là ngon nhất nha, bởi vì có mình mà. Đây này chết bạn ơi, ăn một viên đi bạn ơi. Ui bắn thế mà hụt kìa, trời ơi thật đúng là bắn thêm phát nào, thêm phát nữa. Thấy trời na sứ, đúng là giúp Elsu, đúng là có khả năng anh em. Phải nói rằng là Elsu thì mình cũng hơi rén rén, tại vì đồng đội mình mà cầm thì một người không có kỹ năng chơi Elsu thì phải nói rằng là bắn rất là tệ anh em. Nhưng mà ông này bắn thì mình cảm thấy khá yên tâm nha. Chết rồi bạn ơi, bắn anh em. Trời ơi hay, phải như thế chứ anh em. Elsu mà phải như thế thì anh em không bao giờ cấm, mình nói thật. Đấy, anh em nào mà chăm Elsu hay bét Elsu thì nhớ vào đây mà lưu ý cái điều này nha. Đó, chỉ cần anh em bắn mình như thế này thôi, chỉ cần như thế này thôi là bảo đảm luôn, không bao giờ mà bị cấm Elsu anh em. Mà anh em mà bắn cái kiểu như ba viên mà không dính viên nào thì mình nói thật, bảo đảm kiểu gì auto cũng bị cấm Elsu như con Zeta anh em. Đấy, Zeta thì một phần là bị tăng sức mạnh, nhưng mà bây giờ nó bị giảm sức mạnh anh em. Giảm sức mạnh là nội tại và chiêu 3. Đấy, phải nói rằng là rất là tội nghiệp thằng bạn mình. Thì không sao anh em, cũng giống như mình thôi, giống như mình nè. Đó, hồi xưa quay lên mạnh quá, bị giảm sức mạnh chiêu gì anh em. Giảm sức mạnh chiêu 1, chiêu 3 luôn. Mà chưa kể là bạn mình là bị giảm nội tại và chiêu 3 thì còn đỡ đó. Mình hồi xưa mình giảm chiêu 1 và chiêu 3 phải nói rằng là nó khóc thét luôn em. Thì giảm ở đâu? Chúng ta bù ở đó. Chứ chúng ta bù những cái viên ngọc công phép. Và nói chung là ngọc công phép mình cảm thấy là cứ đắp công phép càng nhiều càng tốt em, để gỡ lại cái phần đam bị nếp nha. Chết này gấu ơi, ngon. Trời ơi đây nè, đây nè, đây chính là lúc mình trả thù nè. Chết bạn ơi, 3-2 màn dành cho mình nha anh em. Trời ơi, bắt đầu xanh lại rồi anh em ơi. Tay mình bắt đầu là như là có khả năng di chuyển và có khả năng gọi là đáp trả lại giao tranh rồi anh em. Và tay bạn mình cảm thấy tay bạn bắt đầu phế dần anh em. Đây, thêm một mạng nữa của mình. Về Murat ơi, để tôi cho. Chết. Trời ơi, Murat bị lính bắn anh em ơi. Ham con lính chi. Mình đã nói rồi anh em thấy không, ham lính thì chỉ có chết thôi mà. Thiệt. Thì đầu mùa là mình được reset xuống tinh anh 4. Thì mình không biết anh em đánh được tinh anh nào rồi. Mình chuẩn bị lên khoảng tinh anh 3 rồi anh em ơi. Mình cảm đang đánh anh như là tinh anh 4 sao hay 5 sao anh em ơi. Mình không nhớ rõ nữa. Thì mình nghĩ là có lẽ anh em đã reset xuống những mức rank như là tinh anh 4, tinh anh 3, tinh 2, có khi là kim cương 2 cũng được. Đấy, thì anh em nào đang có nhu cầu mà kiểu như mà không muốn đánh á, bận học và bận cái gì đó, mà các bạn không muốn đánh thì các bạn chỉ cần inbox số Zalo cho mình. Mình sẽ đánh giùm các bạn nha các bạn ơi. Cái số điện thoại này là mình dùng duy nhất một số nha anh em ơi. Và bạn nào mà hiện tại mà đang mà có ặc á, mà chưa cũng chưa như là chưa có ặc á, mà các bạn muốn quay quân huy hay là quay những cái vòng quay may mắn thì nhớ ghé vào shop chùm quaylen.com mình nha. Và các bạn nào chưa có ặc cũng nhớ ghé shop của mình để tham khảo và chúng ta mua ặc nha anh em ơi. Thì chuẩn bị gọi là sắp tới từ từ anh em, hình như là mấy giữa tháng 10 cũng như sắp đến Tết rồi anh em. Đấy, mình tính vậy cho nó xa nha. Nói chung là cũng sắp đến Tết rồi thì anh em mua ặc vào để vào chiến thôi anh em ơi. Đây nè, chết bạn ơi, ngon. Đấy, một mạng anh em ơi, từ từ. Thằng Vũ nó dùng đi, bắt thằng gấu anh em ơi. Bắt thằng gấu xong từ từ, mình coi bắt này được anh em ơi. Bắt được, bắt luôn nha anh em. Ôi trời ơi, xong rồi, mình dùng chiêu 2 rồi. Ừ, hay. Trời ơi, ông Yudu này, ông hay anh em. Phải nói thật, pha này là một like nha ông. Phải nói rất hay nha. Ôi trời, chuối nè. Ôi trời ơi, hai bạn cho mình anh em. Quá ngon. Phải nói rằng là tay mình cover hết mức luôn anh em. Thực sự cảm ơn rất là nhiều luôn anh em ơi. Lần đầu tiên mà Glenn không bị KS như thế này á. Cái này là mình KS hoàn toàn nha. Cái này mới gọi là KS nha anh em. Còn những cái trường hợp mà mình ăn một một á thì cái đó không phải KS nha. Đó, anh em nhớ phân biệt nha anh em ơi. Chứ có nhiều anh em thấy mình ăn mạng nhiều và cứ thấy mình solo là bảo mình KS thì như thế tội nghiệp mình lắm anh em ơi. Trời ơi, Elsu bắn hay quá anh em ơi. Phải nói rằng là trận đấu này giúp Elsu là một sự giúp đặt cược khá là lớn. Nhưng mà đặt cược này đã thành công rồi anh em. Chúng ta phải đối mặt nha anh em. Khi mà chúng ta bích những con tướng mà có từng kỹ năng cao thì anh em phải đánh đổi giữa sự thu hoạch và sự mạo hiểm. Khi mà anh em bích thì một là anh em sẽ dùng cái sự mạo hiểm của mình. Nếu như mà anh em bích những người hay á thì không sao, chúng ta sẽ thu hoạch được một trận đấu là một sao. Còn nếu như mà chúng ta không thu hoạch được thì anh em biết rồi, chắc chắn sẽ bị mất một sao. Nói chung thì chúng ta phải đặt cược thôi anh em ơi. Mà trận đấu này mình đặt cược đã đúng rồi nha. Quá ngon anh em ơi. Thằng quanh heo này chưa về à? Đây mình cho anh em coi cái bu ngọc này mà. Trời ơi, cái bu ngọc anh em ơi, nó mạnh. Phải nói thật chứ bạn nào mà đánh con Golem hoặc là chơi những người tướng sát thủ á
mà liên quan tới những cái sát thương chí mạng thì mình nghĩ là nên chọn cái sát thương chí mạng càng nhiều càng tốt cho mình. Cái tỷ lệ chí mạng thì mình của bạn có thể dùng cho bên con ngộ không một chút xíu cũng được, nhưng mà mình nghĩ về sát thương chí mạng thì con Wallen này không ai qua được nó luôn anh em. Mình nói thật, bạn nào mà có niềm đam mê, có sát thủ niềm đam mê với Wallen và có niềm đam mê leo những bức tranh cao như là chiến tướng hay là leo những bức tranh tầm 30 sao, 40 sao đổ xuống á, thì con Wallen này là một con tướng hoàn toàn hợp lý để cho các bạn cày top hoặc là các bạn charm con này nha. Khi mà một khi các bạn charm con này á, đặc biệt các bạn mà có bạn gái nữa vào các bạn gánh dư sức anh em, bởi vì con Wallen này là có khả năng gì anh em, có khả năng đây, từ anh em ơi, chết thằng ơi đó, cuối cùng cũng chết. Ui mẹ su chết luôn kìa anh em. Thôi không sao, con Wallen này là có khả năng từ gì anh em, từ phế thành xanh, mà từ xanh cũng có thể thành phế luôn anh em. Anh em thấy năng lượng không? Tại vì nếu như mà anh em hiểu sao mà từ xanh thành phế không, từ xanh mà anh em đánh không kỹ á, anh em sẽ bị thua và bị phế. Bởi vậy khi mà anh em xanh á, anh em đừng quên đi fan mình nha. Cái gì đây, cái thằng gấu này, mày dám solo tao á, mày dám solo tao á, trời ơi gần chết anh em ơi, pha này về anh em ơi. Trời ơi đau chưa, pha này vui cắt mình gần chết luôn kìa. Hên thật cái chứ, pha này mà bả cắt nội tại thì chắc có vẻ mình đi đời rồi anh em ơi. Thì con này là một con tướng phải nói rằng là rất thích hợp để cho anh em dùng để leo rank, đặc biệt là những mức rank như là tính anh hay là kim cương hay cao thủ tầm 30 sao 40 sao đỡ xuống, anh em đánh con Wallen này phải nói rằng là dễ như chở bàn tay, em thấy không? Pha này thì làm sao chạy được anh em ơi, đó em không? AD không bao giờ chịu nổi được. Và con này là mình nói thật là một con tướng đáng để anh em cày, để anh em leo rank, leo top bất cứ ở trong mức rank nào luôn anh em. Thì anh em nào mà cảm thấy đam mê của Wallen, đam mê sát thủ mà cảm thấy video này nó khá gọi là hút cho anh em á, thì anh em có thể giúp mình một nút đăng ký kênh và một nút like được không ạ? Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Trời ơi gạch thằng Yuka kìa anh em ơi, nó lỗi đam thật sự. Gà ráng mà pha này mà không thấy mà nếp sức mạnh lại chút xíu nữa thì mất công mấy bạn là bảo mình thắt đam anh em ơi. Tội nghiệp gấu ơi là gấu luôn hết ta. Mình cà kìa chút xíu anh em ơi cho nó vui nhà vui cửa. Chết bạn ơi. Trời ơi còn sống à, win đi à. Thôi không win đâu, mình không chút win đâu. Bắn đi. Trời ơi khi ra kìa anh em ơi, thiệt trời tội nghiệp thật sự chứ. Thôi mà có tội nghiệp đi chăng nữa thì cũng chịu anh em ơi. Tại vì đang là đầu mùa mà, chúng ta phải có những trận chiến rất là căng thẳng anh em. Thì đó là những trận chiến mà chúng ta giành giật những sao đó, chúng ta giành giật những cái thứ hạng để chia anh em, để chúng ta leo lên cái đỉnh cao nhất. Chị đây thanh niên hài à, ý nghe kia ra kêu gấu là đổi thừa oan anh em. Nhưng mà theo mình thấy trên kia thì Kira phít như từ nãy giờ 1 năm hay sao anh em. Này anh em nó nhỏ thôi nha, 1 năm anh em ơi, buồn thiệt sự chứ. Mình muốn đối đầu với một con trời ơi, đối đầu với một con tướng phải nói rằng là sát thủ mạnh mà. Đằng này trời chết gấu luôn anh em ơi. Pha này từ anh em ơi, pha này bỏ Kira nha. Bắt thằng Yue trước nè, mình ghét Yue lắm anh em. Ôi trời ơi thằng người cay, ôi trời ơi gặp thục rồi. Pha này mình gặp thục anh em ơi. Pha này là mình dùng chiêu 2 hục nha. Chiêu 1 dính mà chiêu 2 hục trừng phạt. Trời ơi đây nè, trời ơi đây nè, ôi trời ơi, ôi bà nổ bánh heo này ngon anh em ơi, về win đấu rồi đó anh em thấy không. Cái buôn ngọc phải nói rằng là nó quan trọng anh em. Đầu game giữa game buôn ngọc mình nó quá mạnh, đầu game thì mình chết 2 mạng nhưng mà về sau á buôn ngọc mình nó đỡ lên mình một phần nào đó anh em thấy không. Đây chính là một cái lợi ích của buôn ngọc nha. Anh em nào muốn đánh xanh như mình thì các bạn nhớ lên buôn ngọc giống như mình nói trong video, và các bạn nhớ lên bộ đồ y chang mình nha. Thì cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian xem video mình. Bye bye và hẹn gặp lại.